Xin chào anh em, hôm nay Boss Game sẽ mang đến cho anh em một tựa game visual novel khác. Nếu anh em nào đã từng chơi qua Doki Doki hay xem video Liar Liar của kênh thì chắc sẽ không còn lạ gì với thể loại tiểu thuyết trực quan. Và game bọn mình mang đến cho anh em ngày hôm nay đó chính là game Cultivating Happiness. Sơ lược một thông tin game cho anh em, tác giả là Professor Onera. Cultivating Happiness hiện tại chỉ hỗ trợ chơi trên trang web hoặc là Windows, Mac OS, Linux. Anh em có thể vào link ở phần mô tả để chơi thử game. Đặc biệt hơn, game này ra mắt vào tháng 8 năm nay và tham gia vào sự kiện The Only Ones of Any Access, sự kiện cho các nhà phát triển làm game visual novel. Game đạt hơn 50 lượt đánh giá tốt trong cuộc thi. Trước khi bước vào nội dung chính thì anh em hãy để lại một like và chia sẻ cũng như ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Do thời lượng chơi game chỉ mất khoảng 5 phút chơi, nên Box Game sẽ mang đến cho anh em tất cả 3 ending mà anh em có thể đạt khi chơi game. Nào, chúng mình hãy cùng bắt đầu khám phá cốt truyện cũng như nội dung của trò chơi này nhé. Khi bắt đầu game sẽ cho người đặt tên, thì tùy vào tên anh em đặt nhé. Nhưng để cho anh em không bị rối thì mình sẽ gọi nhân vật chính là Alex nha. Vào lúc bắt đầu, anh em sẽ thấy Alex mở TV lên thì ngay lập tức tiếp cận một quảng cáo mà người phụ nữ mà chúng ta không biết tên trên TV nói về những thứ tiêu cực trong cuộc sống như trái đất đang chết đi, ô nhiễm môi trường, sự vô tâm và sự cô đơn của Alex hiện tại. Sau đó, người phụ nữ không tên này tiếp tục giới thiệu về một nơi có tên là khu định cư Utopia, gọi tắt là SUS, mà có thể tránh đi các điều xấu và giúp Alex trở thành người tốt hơn. Cách thành phố Los Angeles 70 dặm về phía bắc, nơi có tất cả mọi thứ như thiên nhiên, thức ăn, ngoại trừ mạng Internet và sóng điện thoại. Kỳ lạ, thời đại này mà những nơi không có Internet hay sóng điện thoại thì giống như mình bị cầm tù vậy, đúng không anh em? Người phụ nữ đã nói rằng nếu Alex gọi trong 5 phút tiếp theo kể từ khi bắt đầu xem quảng cáo thì sẽ được một gói miễn phí. Gói miễn phí này không được người phụ nữ nói rõ và chỉ áp dụng cho những ai được quảng cáo này tiếp cận. Ngay lúc này, nhân vật chính của chúng ta liền tỏ thái độ nghi ngờ. Anh tự nói với bản thân mình rằng đoạn quảng cáo này thật kỳ lạ, nhưng nó vẫn có cái gì đó rất thật. Cái quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Và kinh dị hơn là khi người phụ nữ trên TV trả lời là: "Đúng thế, tôi đang nói chuyện với bạn, Alex." Alex ngạc nhiên và thốt: "Cái quái gì vậy? Sao cô biết tên tôi?" Sau đó, người phụ nữ đề cập rằng công ty SUS có thể biết mọi thứ, kể cả tên của người xem. Mọi thứ liền trở nên kỳ lạ hơn khi người phụ nữ nói rằng cô ấy có thể trả lời mọi câu hỏi của Alex. Đáng sợ hơn khi cô biết rằng nhân vật chính không có mối quan hệ tốt với gia đình hay bạn bè xung quanh. Cảm giác cứ như bản thân Alex bị cái công ty theo dõi trong thời gian dài ấy anh em nhỉ. Khi tham gia chuyến đi, tất cả những gì người tham gia cần quan tâm là đảm bảo thức ăn, quần áo đã được cung cấp và nếu người chơi muốn đóng góp cho họ thì chỉ cần có sự bạo dạn. Ngoài ra, công ty cấm người tham gia sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân do công ty có xe riêng đến đón người tham gia. Khi đó, chính bản thân Alex đã nghi ngờ về những lời mời, kêu gọi, xem nó như là điều mà các trò lừa đảo trên TV hay một chương trình quảng cáo cực đoan. Ngay khi đó, người phụ nữ hỏi Alex liệu anh ta sẽ gọi đến cho công ty không. Alex lập tức từ chối và tắt TV. Sau đó, Alex tự nói với bản thân mình: "I think I will be okay." Vậy là kết thúc ending 1. Về ending 2 thì Alex cũng chọn gần giống như ending 1, nhưng anh ta phải đưa ra những lời thoại có tính chất gây ra sự khó chịu, tức giận và phản đối những lời mời gọi trên TV, xem đó như một điều xúc phạm khi mà người phụ nữ đó mỉa mai cuộc sống của nhân vật chính. Đặc biệt hơn, trong đoạn kết, sự tiêu cực quá lớn của Alex khiến anh ta gọi quảng cáo này được dàn xếp từ một giáo phái bất chính. Alex công kích lại người phụ nữ, nói cô ta đừng quan tâm đến cuộc sống của anh ấy, dù cho anh ta có trở nên tệ hay tốt hơn. Và thậm chí do quá giận dữ, Alex đập vỡ chiếc TV của anh ấy để khiến người phụ nữ đó biến đi. Game kết thúc với dòng thoại của Alex: "Ít nhất là tôi có thể than phiền trên Twitter." Để mở được kết thúc 3 của game, anh em sẽ phải chọn ra những câu thoại để nhân vật Alex tỏ rõ sự hứng thú cũng như tò mò về chương trình đang quảng cáo. Chưa hết, người chơi sẽ phải thể hiện rằng người phụ nữ đó thâu tóm được tâm lý của mình. Và anh em mong muốn được đến khu vực SUS, người phụ nữ sẽ vẫn tiếp tục mỉa mai nhân vật chính về sự cô đơn, khổ đau trong cuộc sống. Sau đó, nhân vật sẽ tiếp tục có một đoạn thoại về bản thân anh ta, nhưng nó sẽ mang một góc nhìn tích cực về những điều cần thay đổi trong cuộc sống về gia đình, công việc và những người bạn mới. Ending 3 sẽ kết thúc với lời thoại và khuôn mặt nham hiểm của người phụ nữ: "Rất tốt, tôi biết rằng bạn sẽ gọi." Do game chỉ là một bản nhỏ, không có nhiều thông tin rằng game sẽ có phần tiếp theo, nhưng có nhiều bí ẩn mà Boss Game có thể đưa ra để anh em cùng bàn luận.
anh em thử nghĩ xem, không có gì đáng sợ hơn khi chúng ta không biết rằng khu định cư Utopia bền vững thực sự là ai sở hữu. Làm thế nào họ có khả năng tạo ra những đoạn quảng cáo có thể nghe thấy và trả lời người chơi? Điều gì thực sự xảy ra với người tham gia khi chấp nhận lời đề nghị? Khó tìm ra câu trả lời, chúng ta có thể có cuộc sống mới, hoặc đó chỉ là một lời mời có chủ đích gây hại cho người tham gia. Khi anh em chơi game và để ý rằng người phụ nữ trong đoạn quảng cáo luôn nở nụ cười nham hiểm và ánh mắt như nhìn thấu tâm trí của anh em trong suốt thời gian tương tác trong game. Cô ta tấn công tâm lý người chơi với mức độ gần như không bao giờ giảm hoặc chùn bước trước những lần anh em nghi ngờ và khiến cô ấy trông càng rùng rợn, đáng sợ hơn khi cố gắng hạ thấp người xem và mỉa mai về cuộc sống của nhân vật. Có thể một vài anh em đã để ý chữ viết tắt của khu The Sustainable Utopia Settlement là SUS như trong chữ nghi ngờ đó. Điều này có nghĩa rằng những gì anh em biết về khu vực đó, cô nàng quảng cáo đều ở mức độ không rõ ràng, nhưng đủ kích thích sự nghi ngờ của chính người chơi. Cultivating happiness là nuôi dưỡng hạnh phúc. Đối với chúng ta thì hạnh phúc phải rõ ràng và chân thật, còn trong tựa game thì nó chỉ là những lời mời gọi đầy sự nghi ngờ, phân vân và không chi tiết cụ thể. Nếu anh em để ý thì cô gái nham hiểm kia không đề cập nhân vật tham gia sẽ phải ở trong khu vực đó bao lâu. Mặc dù gameplay chỉ mất khoảng vài phút để chúng ta chơi qua, nhưng chúng ta cũng có thể thấy được tác giả muốn nói lên sự thu hút cũng như tấn công tâm lý người xem quảng cáo. Game cũng đưa ra cho người chơi những sự lựa chọn để có thể thấy được nhiều phản ứng tâm lý và câu thoại để từ chối hoặc nghe theo lời mời đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu anh em có tựa game mong muốn Box Game làm thì anh em hãy comment bên dưới nhé. Còn anh em thấy video hay thì xin anh em hãy để lại một like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để Box Game có thêm động lực cho các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!